Canada vùng đất hứa mến chào các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và bình an. Cuối tuần nghỉ ngơi ăn chơi vui vẻ hen. Hôm nay mình làm cái video này là sở theo nguyện vọng của má hai. Má hai là mẹ mình đó các bạn. Tại vì mẹ mình thứ hai cho nên mấy gì hay gọi là má hai cho nên lâu lâu mình cũng hay chọc ghẹo gọi mẹ là má hai luôn. À, mẹ mình thì hiện giờ đang sống ở Mỹ. Nhưng mà trong tuần gia đình có một cái cuộc tranh luận. Bởi vì mẹ mình đòi về Việt Nam, mẹ sang Mỹ định cư chưa tròn một năm đâu. Thì mọi người cứ ngạc nhiên hỏi là tại sao mẹ lại muốn về. Thì mẹ nói ở đây đó, thấy em gái mình, thấy em Trầm đó, là em gái mình đó, em gái mình tên Trầm. Nó đi làm vất vả quá, sáng thì lại đi tới chiều, tối 9-10 giờ mới về tới nhà. Còn Hạ ở bên Canada á, thì nó nói nó đi làm farm, nó cực khổ, nó đủ thứ. Mà mình nói là mình đi làm farm gọi là đi văn nghệ thôi. Rồi con bé Út của mình, bé Út của mình thì hiện tại nó cũng đang sống ở Canada. Hồi trước nó là du học sinh, học quản lý khách sạn, bây giờ nó ra trường, nó đang đi làm ở Canada luôn, ở Toronto. Hiện tại thì mình chỉ còn một người em trai ở Việt Nam thôi. Theo dự tính thì mẹ sẽ là người bảo lãnh em ấy sang Mỹ. Nhưng mà mẹ nói qua đây thấy mấy đứa làm đi làm cực khổ vất vả quá, thấy chịu không nổi, thì mới hỏi em trai mình là sao, có muốn đi không. Thì em trai mình nói ở đâu cũng làm, mà ở Việt Nam là một tháng có mấy triệu đồng mà cực gần chết, qua đây người ta làm nhiều tiền hơn chứ. Đây là cái câu nói mà mình thích nhất suốt mấy mươi năm làm chị em với nó. Thật sự mà nói các bạn biết không, ở đây cuộc sống nó có cực thì cực thiệt, nhưng mà có bao giờ mình than vãn gì đâu. Cực thì nó đã cực từ nhỏ rồi các bạn, chứ không phải bây giờ tới bây giờ mới cực. Hoàn cảnh thì ba mình thì mất sớm, cho nên mấy chị em yêu thương, đùm bọc và dẫn dắt nhau để có được như ngày hôm nay. Nó là một cả một quá trình luôn các bạn à. Cái điều mà tụi mình lo lắng nhất đó là bởi vì hiện tại chị em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ. Người này khó khăn thì người kia giúp đỡ, nâng đỡ với nhau. Nhưng mà đến đời con, đời cháu của tụi mình đó, chưa chắc gì tụi nó biết nhau, hỏi thăm nhau, cháu huống hồ chi là giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Ngày nay đang khi mình có cơ hội, mình có điều kiện để thay đổi, thì tại sao mình lại bỏ qua cái dịp tiện này? Có thể cái người đầu tiên sẽ là cái người rất là cực khổ, là một cái viên gạch, nhưng mà nó sẽ tốt về sau cho con cái của nó. Đó là cái lý do lớn nhất mà tụi mình trăn trở và nhất định phải làm để cho em Út mình sang đây. Cho dù ở quê thì đất đai, ruộng vườn, nhà cửa nó đã hoàn chỉnh hết rồi, cũng không cần gì phải bôn ba hay là làm gì nhiều lắm. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy thằng em trai của mình mặt mày đen đúa, dãi nắng dầm mưa, thì đi làm nông mà các bạn, đi làm vuông tôm á, nuôi hải sản đó, thì cũng phải đi ra nắng ra mưa chứ. Giả sử như ở đây có làm farm đi nữa, có cực đi nữa, cũng không có cực bằng ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam, nhất là ở quê, thường thường những cái ngày nông vụ thì sẽ bận rộn vô cùng. Nhưng mà đến cái lúc nông nhàn thì nó có nhiều cái tệ nạn lắm. Giống như là đá gà, đá vịt nè, số đề, rồi rượu chè, đủ thứ hết. Mặc dù trước nay em trai mình không có vướng vào những cái đó, nhưng mà biết đâu chừng tương lai, ta nói rảnh rỗi sanh nông nổi mà, nhất là không có chị em bên cạnh. Mặc dù cuộc sống xa quê lúc nào luôn luôn nó cũng sẽ là buồn bã và vất vả, nhưng mà các bạn biết không, mình làm theo sức của mình, có ai ép mình làm tôi nói khổ sở đâu. Ăn mỗi ngày chỉ có 2 bữa cơm thôi, chứ có phải là ăn mỗi ngày 7-8 bữa cơm đâu mà lo. Cho nên vì con vì cháu, mẹ nên nhẫn nại một chút. Ta nói thương con một táo mà thương cháu một dạ mà. Có thể đứa con trai của mẹ sang đây nó sẽ vất vả, nó sẽ đi làm tay chân, làm cu li đi nữa, nhưng mà đến cái thế hệ của con nó nhất định sẽ khá hơn. Đó là điều chắc chắn. Người ta thân cô thế cô mà người ta còn dám qua đây để tạo dựng, huống hồ chi mình có gia đình ở đây mà lo cái gì đâu. Hôm nay thì mình chỉ tâm sự cái câu chuyện gia đình tới đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình đi sống ảo. Ra đó, ở đây mà bạn muốn sống ảo, muốn khoe khoang á, nó cũng dễ lắm. Tại vì nó có đủ điều kiện để mình làm điều đó. Nhưng mà bản thân mình không phải là người như vậy, cho nên mình cứ sống cái kiểu bình dân tàn tàn của mình thôi.
Cái video trước có bạn góp ý là nên làm cái chủ đề khác để cho cái kênh nó phát triển hơn. Mình suy nghĩ thời nay người ta chuộng lên mạng để mà khoe khoang, để mà chửi bới, để mà nói xấu nhau thì phần đông những cái kênh đó phát triển rất là nhanh. Còn bản thân mình thì làm điều đó không có được, cho nên thôi, ai yêu mến mình thì đăng ký, theo dõi và cho những cái like, bình luận thì mình cảm thấy vui lắm rồi. Không cần phải khoe khoang hay là nói gì nhiều đâu. Mình không phải là cái kiểu người nghiện shopping. Hễ mà đi ra đường hay xuống phố, đi một hồi mình cũng lủi lủi vào công viên hoặc là xuống bờ hồ để ngắm cảnh thôi. Thì đến hẹn lại lên ở Toronto vào mùa xuân đó. Vào khoảng thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5, mọi người sẽ nô nức rủ rê nhau để đến Hai Phạt ở thành phố Toronto ngắm lễ hội hoa đào. Ở đây có nhiều hoa đào lắm bạn, đẹp lắm. Những cây hoa đào lâu năm. Ở Canada sau tháng 4 thì hết mùa đông sang mùa xuân, bắt đầu mùa của lễ hội. Những lễ hội diễn ra đến tháng 9, tháng 10 luôn. Đó là lý do tại sao mình rất là thích cuộc sống ở Canada. Làm thì người ta đi làm cũng dữ lắm, mà ăn chơi á, cũng ăn chơi tẹt ga luôn. Có nghĩa là tháng nào nó cũng có một cái long weekend, có nghĩa là tháng nào nó cũng có một cái lễ chơi các bạn, để tạo điều kiện cho mọi người đi chơi. Các bạn thấy đất nước người ta văn minh không? Đi chơi đông đảo, vui vẻ, ở phía ngoài đông lắm các bạn, nhưng mà người ta đi trật tự lớp lang, không có chen lấn mà cũng không có xô đẩy nhau. Ngày trước á, thì mình không có thấy những cái biển báo là đừng có bẻ bông bẻ hoa leo trèo, nhưng mà năm nay thì thấy chắc là có nhiều mình nói thì hơi đụng chạm một tí. Ngày nay á, ở Canada có nhiều người nhập cư, có nhiều sắc dân, có nhiều kiểu người khác nhau, cho nên nó cũng hơi phức tạp và có những cái điều không hay nó đã xảy ra, giống như leo cây hái bông hái hoa thế này thế kia, cho nên người ta mới cấm bản như vậy. Chứ ngày trước mình đi thì mình không có thấy. Thường thì ở công viên hoặc những nơi công cộng bạn sẽ ít khi nào thấy rác lắm. Sạch, luôn luôn sạch sẽ. Tại vì nhân viên vệ sinh người ta cứ đi tuần qua tuần lại thường xuyên. Nhưng mà bây giờ có lắm khi mình thấy rác nó cũng bừa bộn lắm. Nó cũng tùm lum mà. Cái gì nó cũng có mặt tốt mặt xấu của nó. Nếu mà không có dân cư ở các nơi đổ về á, thì Canada là một đất nước vô cùng thưa thớt dân cư. Nhưng mà cuốn hút những người ở nơi khác đến thì nó cũng mang theo những cái tập tính, những cái thói hư tật xấu đến nữa. Tốt thì cũng có tốt thật, nhưng mà xấu thì cũng không ít đâu. Một vài cái ví dụ nhỏ thực tế mà mình kể các bạn nghe, hy vọng là mọi người không có chửi bới hay là trách mắng nhau nha. Người Việt mình hay có cái thói quen là khạc nhỏ bừa bãi, khạc 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 xong cái nhìn qua nhìn lại không thấy ai, là một cái phẹt, trời trời lãng quái gì chứ không biết. Hoặc là xong tham á, đôi khi á mình thấy xa xa trong rừng cây hay cái chuyện mà tiểu đường mình nói trời làm gì vậy. Hoặc là vào mùa hè các bạn sẽ thấy nhiều cái cũng vui. Mùa hè nhất là ở khu nọt gió Toronto ấy, các bạn những buổi chiều mà nóng bức đó, các bạn sẽ thấy một vài người mặc áo thun rồi quần sọt, cầm cái kem, cái krem đó, múc đi ngoài đường, đi ngồi ngoài đường, đi ngoài đường, vừa đi vừa ăn rất là tự nhiên. Nhìn xa xa là biết chà nội này Việt Nam chứ không ai hết trơn á. Và thật có nhiều cái thì cũng mắc cười lắm. Hy vọng là những cái thói quen nho nhỏ mà nó không có được đẹp lắm thì mọi người sẽ chú ý và sửa dần dần. Biết là thói quen thì khó mà sửa, cho cuộc sống nó đẹp hơn, cho mọi người xung quanh có cái nhìn tốt hơn, thiện cảm hơn. Hy vọng mọi người sẽ sửa chữa được, khắc phục được những cái đó. Nhiều khi suy nghĩ mình không biết trời xui đất khiến thế nào mà mình cứ gặp nhiều cái cảnh mà ta nói muốn chùm khăn trên đầu luôn vậy đó. Thiệt là tình. Rồi công viên Hai Phạt thì bây giờ mình đi ra ngoài công viên ở ngoài downtown của thành phố Toronto. Đây là công viên giữa lòng thành phố Toronto. Nó cũng có hoa đào đó các bạn. Thường thì ở ngoài đường phố Toronto vào mùa ấm áp người ta hay bật nhạc. Ít khi nào mà mình bật lên được cái đó lắm. Tại vì mỗi khi mà bật lên mà ngoài cảnh đó, mà nó có âm nhạc đó, là mình sẽ bị đánh bản quyền. Cho nên thường mình sẽ tắt tiếng. Nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng ha, âm nhạc bật lên có khi là rất là romantic, lãng mạn, có khi rất là sôi nổi. Nó nhiều cái giai điệu khác nhau mà khiến cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn, phấn khích hơn và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc.
dạo bộ một vòng công viên ở thành phố Toronto để ngắm hoa đào vào mùa xuân. Hy vọng mọi người sẽ có được cái niềm vui, có được một cái tinh thần tươi mới. Và hẹn gặp mọi người ở những cái video sau. Nhớ đăng ký, share và bấm một cái nút like nha. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người sức khỏe và bình an, cuối tuần vui vẻ. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. See you again.